tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, ông Nguyễn Đình Năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 11 giờ trưa ngày 16 tháng 9, trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn vừa phát hiện một thi thể nam giới cách nơi xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu khoảng 8 km về phía hạ lưu. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bản Nguyên, sau khi nhận được thông tin từ đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ và người dân, chính quyền xã Bản Nguyên đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Đồng thời, thực hiện các quy trình thủ tục cần thiết và thông báo cho các thân nhân người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu đến phối hợp để xác minh danh tính nạn nhân. Như vậy, đến thời điểm này, đây là thi thể thứ hai nổi trên sông Hồng trong vòng 3 ngày cùng về phía hạ lưu. Rất có thể đây là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu xảy ra vào ngày 9 tháng 9. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 9, đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy qua quá trình tuần tra kiểm soát cũng phát hiện một thi thể nữ giới. Danh tính được xác nhận là một trong các nạn nhân mất tích vụ sập cầu Phong Châu. Nơi được phát hiện là trên sông Hồng, đoạn qua địa phận xã Vĩnh Lại, cách nơi xảy ra sự cố sập cầu khoảng 10 km về phía hạ lưu. Sau đó, thi thể nạn nhân xấu số đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Sau sự cố sập cầu Phong Châu sáng ngày 9 tháng 9, ngay khi mực nước trên sông Hồng đã rút xuống dưới báo động 1, ngày 15 tháng 9, các lực lượng chức năng tiến hành triển khai rà soát hiện trường, chuẩn bị công tác trục vớt phần cầu bị sập và làm cầu phao tạm thay thế. Lực lượng quân đội đã sử dụng cano rà soát ven bờ, dòng sông để sẵn sàng lắp đặt khi mực nước dòng chảy an toàn. Khu vực bến phà tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đang dọn dẹp bến phà, sẵn sàng lắp đặt cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập. Lực lượng liên tục đánh giá mực nước, dòng nước, khi điều kiện thuận lợi đảm bảo an toàn sẽ tiến hành cứu hộ và lắp đặt cầu phao ngay. Lực lượng quân đội khảo sát khu vực sông Bến Duộng, xã Dương Nộn, địa điểm dự kiến lắp đặt cầu phao tạm. Những ngày qua, nước sông Hồng dâng cao chảy xiết khiến lực lượng chức năng chưa thể thực hiện việc tìm kiếm cứu hộ. Để chuẩn bị sẵn sàng, lực lượng quân đội đã tập kết hết trang thiết bị tại khu vực bãi trống thuộc xã Hương Nộn để sẵn sàng lắp đặt cầu phao. Khu vực bến phà tại xã Hương Nộn, xe cơ giới đang dọn dẹp bến phà, sẵn sàng lắp đặt. Theo đó, binh chủng công binh đã huy động 198 cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 249, 78 đầu xe máy, trang bị tất cả đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ. Ngày 16 tháng 9, lực lượng quân đội vẫn đang triển khai các phương án dọn dẹp hai bên bờ sông, đoạn khu vực cầu sập để chuẩn bị lắp cầu phao. Sáng ngày 15 tháng 9, việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục triển khai. Các lực lượng cứu nạn cứu hộ của công an, quân đội đã tiếp cận vị trí cầu Phong Châu bị sập để tìm kiếm nạn nhân mất tích và phương tiện tai nạn. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã huy động thêm 30 cán bộ chiến sĩ được trang bị thiết bị lặn chuyên dụng để tiếp cận hiện trường, tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng khắc phục mọi khó khăn tổ chức cứu nạn cứu hộ. Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, vị trí lực lượng chức năng tiếp cận cách cầu Phong Châu bị sập gần 100m thuộc khu 23 xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. Đây là nơi phát hiện phương tiện ô tô đầu kéo biển kiểm soát 19R011111 đang mắc kẹt. Qua tìm kiếm, đến thời điểm này, lực lượng chức năng không tìm thấy nạn nhân trong cabin xe. Lực lượng chức năng đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích và trục vớt phương tiện bị nạn với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao nhất, sớm xoa dịu phần nào nỗi đau cho các gia đình nạn nhân vụ sập cầu. Trước đó, vào chiều ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nổi trên sông Hồng đoạn qua xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, phía hạ nguồn, cách cầu Phong Châu khoảng 10 km. Danh tính nạn nhân sau đó được làm rõ là bà Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1976, ngụ xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Thi thể nạn nhân bị trôi dạt về phía hạ lưu, cách cầu Phong Châu bị sập khoảng 10 km. Khi xảy ra sự việc thương tâm, bà Hường và chồng là ông Lương Xuân Thành cùng đi trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 19L31061 đi khám bệnh từ huyện Lâm Thao về nhà tại xã Thạch Đồng. Khi vợ chồng ông Thành đi đến cầu Phong Châu, bất ngờ cầu sập, khiến cả hai rơi xuống sông Hồng mất tích.
Bà Hường là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong số 8 người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu cách đây gần một tuần. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình đã đưa thi thể bà Hường đi hỏa táng và gửi cho cốt lại tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ. Người thân của bà Hường đang mong chờ tìm được thi thể ông Lương Xuân Thành, 56 tuổi, chồng bà Hường, sẽ tổ chức chôn cất cho cả hai. Đến sáng ngày 15 tháng 9, các lực lượng chức năng của binh chủng công binh chủ trì và quân khu 2 phối hợp đang tích cực gia cố đường lên xuống, cải tạo và xây dựng bến vượt bờ Tảng Ngạn sông Hồng phía huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ để chuẩn bị bắc cầu phao. Do nước sông đã rút nhưng dòng chảy vẫn còn rất xiết, lớn nên gây khó khăn cho các lực lượng triển khai phương tiện. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ vẫn tích cực thay ca ngày đêm để vận chuyển vật liệu xây dựng bến vượt nhanh nhất, đảm bảo bắc cầu phao khi có đủ điều kiện. Từ chiều ngày 14 tháng 9, Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy Quân sự xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cùng nhân dân khu dân cư số 9 xã Hương Nộn đã tiến hành dựng bạt, tiếp tục phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ những nạn nhân của vụ sập cầu Phong Châu. Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ bất ngờ bị sập. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, thiệt hại vụ sập cầu Phong Châu có 1 ô tô tải, 2 ô tô đầu kéo, 6 mô tô, 1 xe máy điện và 8 người mất tích. Tối ngày 15 tháng 9, tại Làng Nủ, sau khi thảo luận, lấy ý kiến người dân, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã kết luận vị trí xây dựng Làng Nủ mới tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Cụ thể, theo thông tin mới nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã đưa ra phương án chọn vị trí, phương án xây dựng làng nổ mới. Theo đó, vào chiều ngày 15 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai do ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng hai phó chủ tịch tỉnh, lãnh đạo các sở xây dựng, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thường trực huyện ủy Bảo Yên, các chuyên gia địa chất đã đến làng nổ để khảo sát địa hình, họp bàn với người dân về phương án khu vực tái định cư làng nổ, làng nổ mới. Theo các kết quả khảo sát địa chất, thủy văn, phong tục tập quán địa phương, đoàn công tác đã đề xuất hai phương án xây dựng khu vực tái định cư làng nổ, tức làng nổ mới. Thứ nhất, xây dựng làng nổ mới giữa cánh đồng rộng khoảng 3 ha. Tuy nhiên, phương án này có nhược điểm là địa hình thấp, hai dòng suối chảy quanh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét. Thứ hai, khu vực xây dựng làng nổ mới tại đồi Sim gần Minh Đức, cách khu vực làng cũ khoảng 2 km. Khu vực này có địa hình cao, được cho là an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước. Lấy ý kiến biểu quyết của dân cư, 100% người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét ở làng nổ có nhu cầu tái định cư đã chọn phương án 2. Về tiến độ thi công, ông Trịnh Xuân Trường giao các cơ quan chức năng ngay trong ngày 16 tháng 9 đưa máy móc vào hiện trường, triển khai đo đạc, quy hoạch, thống kê đền bù giải phóng mặt bằng rồi tiến hành thi công, quyết tâm hoàn thành trước ngày 31 tháng 12. Trong quá trình xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị bà con địa phương tham gia giúp đỡ công nhân. Tất cả cùng đoàn kết, quyết tâm xây dựng một làng nổ mới đẹp hơn. Phương án xây dựng nhà tại làng nổ mới sẽ theo mẫu kiến trúc truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Sau khi xây dựng xong, sẽ tiến hành bốc thăm chọn nhà để bàn giao cho người dân, đảm bảo công bằng, dân chủ. Trước đó, sáng ngày 15 tháng 9, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị về khẩn trương khắc phục hậu quả của bão Yagi, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở chính phủ tới các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Cùng tham dự tại các điểm cầu, các phó thủ tướng chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương, bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương. Một trong 8 nhóm giải pháp được thủ tướng nêu để ổn định tình hình cho nhân dân là thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ, giải quyết hậu sự cho những người xấu số, giải quyết chính sách theo quy định, rà soát các thôn bản bị vùi lấp, các gia đình mất nhà, tổ chức tái định cư tại nơi an toàn. Chậm nhất tới ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải hoàn thành. Yêu cầu là nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, nhà ở có nền cứng, vách cứng, mái cứng. Tại đầu cầu tỉnh Lào Cai, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đã cam kết sẽ hoàn thành hai khu tái định cư cho đồng bào bị thiên tai. Trong đó có khu tái định cư Làng Nủ sẽ hoàn thành đúng thời hạn là ngày 31 tháng 12 năm 2024. Được biết, trước đó các cơ quan chức năng địa phương tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã bắt tay ngay vào việc ổn định cho người dân Làng Nủ. Một khu tạm cư được xây dựng cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét ở Làng Nủ. Trước khi khu tái định cư được hoàn thành, mỗi hộ dân sẽ được bố trí từ 50 đến 60 m2 diện tích đất ở tạm cư trong khoảng thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện. Sáng ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về khẩn trương khắc phục hậu quả bão Yagi, nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nghẹn giọng, bật khóc khi đề cập tới sự tàn phá của bão dữ, để lại hậu quả nặng nề và những mất mát, thiệt hại của người dân, của đất nước.
cái làng Nủ thì thấy thực sự là rất đau xót, báo cáo với các ông chị như vậy. Đây là hội nghị thứ hai của Thường trực Chính phủ sau cơn bão Yagi. Thủ tướng yêu cầu trình ban hành nghị quyết trong ngày 16 tháng 9 để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan. Người đứng đầu chính phủ đánh giá, siêu bão Yagi là cơn bão lịch sử với các yếu tố. Cường độ rất lớn, giật đến cấp 17, tốc độ cao, sức tàn phá lớn, phạm vi rất rộng. Đối tượng tác động nhiều, người, tài sản, cây trồng, vật nuôi, hạ tầng kinh tế xã hội. Thời gian oanh tạc dài trên đất liền với diện rộng, gây thảm họa về sạt lở, lũ ống, lũ quét kinh hoàng, hậu quả rất nghiêm trọng về người, tài sản, tác hại đến sản xuất, kinh doanh, sinh kế và đặc biệt là tâm lý của người dân. Phân tích các nguyên nhân khiến bão Yagi gây hậu quả lớn, Thủ tướng cho rằng bên cạnh những nguyên nhân khách quan, vẫn còn tình trạng một số người dân còn chủ quan, chưa tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo, khuyến cáo của cơ quan chức năng, lãnh đạo, chỉ đạo có nơi, có lúc, chưa quyết liệt. Phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn chưa đáp ứng được yêu cầu. Thủ tướng xúc động nói, chúng ta đã nỗ lực hết mình, chúng ta đã tìm phương án tốt nhất trong các phương án có thể. Chúng ta tìm cái còn trong cái mất, song mất mát không gì có thể bù đắp được là tính mạng và tinh thần của người dân, những gia đình có người dân thiệt mạng. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh các mục tiêu sắp tới, không để người dân nào phải thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói, bị rét, thiếu nước sạch, không có chỗ ở, các sinh hoạt thiết yếu hàng ngày, khắc phục hậu quả siêu bão số 3 có hiệu quả. Cần nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân về tinh thần và vật chất, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát tốt lạm phát và phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm khoảng 7%, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Thủ tướng chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục hậu quả, bao gồm tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, bố trí chỗ ở tạm thời cho người bị mất nhà, có nhà hư hỏng, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước sạch cho người dân, cứu chữa người ốm đau, ra soát, kiểm tra bằng mọi cách tiếp cận những nơi bị chia cắt, cô lập để hỗ trợ, tiếp tế người dân, tập trung cả hệ thống chính trị, các lực lượng người dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, không để mất điện, mất sóng viễn thông và dịch vụ thiết yếu, sửa chữa ngay cơ sở y tế, giáo dục để các cháu được tới trường, người bệnh được chữa bệnh. Thủ tướng tiếp tục kêu gọi tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đùm lá rách hơn, phát huy tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, tất cả vì nhân dân, vì đất nước. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.